Anh chào em. Dạ. Yeah. Yeah. Lần đầu tiên mới gặp em, anh tặng em bó hoa sinh thời. Yeah. Em không làm trợ lý cho. Rồi, anh từ từ thẳng từ từ. Với anh thì cũng không có gì ngoài cái tấm lòng chân thành. Yeah. Anh mong muốn em đón nhận. Cái gì á, Khoan tặng cái gì nói đi Khoan. Dạ. Cái đó là cái gì trong cái hộp đó? Một cái đồng hồ ạ. Mở ra đeo. Đây cái đúng này rồi. Đi. Đó. Đó. Tay trái hay tay phải? Một cặp đó. Luôn. Bóp cho nó chặt cuộc đời vô. Quá trời đẹp rồi. Hợp không? Quá đẹp luôn rồi. Giờ em tặng đi, em mở ra coi ý nghĩa là gì. Dạ, một trái tim ạ. Dạ. Cái này thì em tìm một cái trái tim để mà đi hết cái đoạn đường đời của em á. Nói chung là trái tim làm đó là cái tình cảm chân thành của em, thì dù là chưa biết như thế nào nhưng khi vừa gặp em thì những cái đó thì em cũng đón nhận cái tình cảm chân thành của em. Yeah. Em cảm nhận anh như thế nào? Em thấy anh cũng đẹp trai, hiền, thật thà. Anh thì mới gặp em lần đầu. Dạ. Tuy nhiên là anh thấy em cũng rất là đẹp gái, xinh gái, dễ thương. Dạ. Thì đây là một cái tình cảm mà anh muốn đến với chương trình này. Thì cũng mong rằng em cho anh một cơ hội. Dạ. Cái giọng em rất là hay, em biết hát Thuyền và Biển không? Dạ em biết hát ạ. Tại sao không hát cái đó tặng cho riêng người yêu của em? Ơ hay nhỉ? Chỉ có thuyền. Rồi xin mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái biết. Lời đầu tiên thì xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào cùng em. Các bạn trong khán phòng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Bùi Văn Khoan. Hiện nay đang công tác tại phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Chức vụ của em thì hiện tại giờ là thợ sửa chữa vũ khí bộ binh. Chức là quân hàm thì đại úy. Em năm nay thì 43 tuổi ạ. Rồi bây giờ bên nhà gái mình dõng dạc lên, mình giới thiệu về bản thân mình đi nào. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Ngọc Hà, nghề nghiệp của em là kế toán. Em sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh. Em 45 tuổi. 45 tuổi, kế toán, đang làm việc ở Tây Ninh, tên là Hà. Hà Khoan Khoan. Khoan Khoan. Như vậy là bạn bên kia nhỏ hơn bạn, bên đây 2 tuổi. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Khoan nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm cho đàn gái nghe. Mình nói lớn lên là Khoan nói đúng như rồi. Ngoài, ở ngoài quân trường vậy đó. Về cái ưu điểm của tôi thì lập trường luôn muốn vàng và luôn cầu tiến. Trong công việc thì luôn siêng năng chịu khó. Với gia đình thì luôn luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho gia đình. Có điểm yếu nào không Khoan? Dạ có. Bây giờ thì cũng báo cáo với anh Quỳnh Linh với quý vị, thì ngồi ngay tại đây thì cũng đã biết yếu rồi. Cái gì thì cái, nói gì thì nói. Về cái hậu phương nó rất là quan trọng. Một người phụ nữ và người ta ở phía sau mình là người ta sẽ giúp đỡ được cho mình, để cho mình làm tốt được cái nhiệm vụ của người chiến sĩ. Thì đấy là một cái điểm yếu mà đằng sau người ta nói nôm na như dân gian, người ta thường nói nhất vợ nhì dời á. Khó, cái gì cũng có, phải là có người phụ nữ để mà chăm sóc cái hạnh phúc của mình, lo lắng và quan tâm, chia sẻ với mình, đồng hành với mình để giữ gìn cái hạnh phúc mà lâu dài nhất. Rồi nhà gái, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là chăm chỉ, biết lắng nghe. Còn nhược điểm của em là nấu ăn không được ngon lắm. Rồi vậy thôi đó hả? Còn khuyết điểm gì nữa không? Hay nóng tính, nói hoài mà người ta không nghe thì mình nóng tính. Nóng dạ. Mà la hét sùm đập đồ. Dạ không đập đồ, tại vì đập đồ nó thiệt hại. Không bao giờ đập đồ. Đúng rồi, kế toán mà. Dạ. Một món đồ bao nhiêu tiền là mình biết hết đúng không? Dạ. Rồi em có tin người không? Rất dễ tin người. Tin người là tin về lời nói thôi, chứ là tiền bạc thì không tin được. Đường tình duyên sao em gái? Dạ đường tình duyên thì thương, cũng có thương người ta, nhưng mà người ta không thương mình. Tại vì người ta nói mình về chiều cao nó không được cao, hay là giờ người ta khó quá mình. Thật khó quá hả? Dạ. Nhưng mà ý là em có thương mấy người rồi? Có thương 2 người. Ta nói là hơi nhỏ con. Ừ, cả 2 người luôn. Đó là lý do dạ. Chia tay nhau. Với lại người ta nói mình, người ta không vừa lòng mình, cái điểm gì mình cũng không biết. Dạ. Có thể là người ta nói mình hơi cứng rắn, làm cái nghề kế toán là hơi cứng rắn, cứng rắn, con người khô khan đó đúng không? Dạ.
Vậy là cái người mà cái mối tình mà gần đây nhất là em chia tay bao lâu rồi? Dạ em chia tay cũng mấy tháng, tại vì người ta nói là em quen ai người ta cũng cứ chờ chờ không, mà em thì ngày càng lớn tuổi cứ chờ, em cũng biết chờ đến bao giờ. Bây giờ em muốn lập gia đình đúng không? Dạ. Tức là lý do chia tay là coi như là người ta cứ lập lờ người ta đó, không có muốn mình á, người ta không muốn cưới mình ha, là người ủa, ta nhưng mà quen mình. Bao lâu mà mới chia tay mấy tháng rồi em gái? Quen 2-3 năm rồi anh, tại vì mình cứ chờ người ta hoài mà chờ hoài không được thì rồi em gái. Dạ em quen hai người thì người nào cũng kêu em chờ hết. Rồi 2 tháng tới giờ em lên đi tìm người yêu luôn? Không, em đăng ký từ cái lúc mà quen người ta là em đăng ký từ năm 2017. Trời ơi, 3 năm rồi. Quen qua ai luôn, người ta cũng không cưới em. Thì em mới chạy xuống chương trình này mấy lần rồi. À, vậy tội nghiệp dạ. Em có gì không? Em quen ai cũng kêu em chờ hết. Tội nghiệp không? Nay đừng có nói em chờ nữa nha. Nhưng mà hai mối tình kia là em yêu sâu đậm chưa? Dạ, thì mình thấy mình lớn tuổi rồi, mình cũng lập gia đình, cũng thấy người ta mình muốn lập gia đình cho nó ấy, tại vì lúc mà còn trẻ thì ráng làm việc, rồi bây giờ lớn tuổi mình giật mình lại là mình muốn lập gia đình thì mình giờ thực sự là cô ấy muốn có gia đình để gọi là yên bề gia thất đúng không? Dạ. Đường tình duyên cũng trắc trở, đường tình duyên của chú bộ đội này có trắc trở không? Dạ không ạ. Không hả? Có mấy mối tình rồi? Dạ chỉ có một, em chỉ có một mối tình, một mối tình người vợ quá cố của em thôi ạ. Thì cũng báo cáo với anh thì em là cái người có gia đình, vợ em thì là cô giáo. Như vợ mất lâu chưa? Dạ vợ em mất 2017 ạ. Rồi đồng chí có mấy cháu? Dạ em hai bây giờ hiện tại là 2 cháu. Cháu lớn bao nhiêu tuổi? Cháu lớn hôm nay là 17 tuổi, đang học lớp 11 ngay trường. Cháu nhỏ? Cháu nhỏ hôm nay là 11 tuổi. Là ở với ai? Bây giờ hiện nay là đang ở với em ạ. À ở với em. Vâng. Là anh. Em đang ở Tây Ninh luôn. Vâng. Là Tây Ninh em ở với ai nữa? Em ở Tây Ninh thì em chỉ ở một mình thôi, với 2 con ạ. Nhưng mà một con thì bây giờ đang học ở thành phố. Gà trống nuôi con. Em có nghe tình trạng của bạn này không? Sao suy nghĩ sao nè? Có bị ngại cái chuyện là anh đã có 2 con chưa? Có ngại không? Con thì cũng không sao, nhưng mà em sợ là cũng như là những đứa bé đó còn nhỏ đó thì cần cái sự chăm sóc của cha nhiều hơn đó, thì người đó nó không quan tâm tới em. Cái vấn đề là do mình hết. Các cháu nó đã có 3 rồi nhưng nó thiếu mẹ. Thành ra nếu mà em hay á là em là mẹ của tụi nó luôn đó. Thực sự mà cái điều đó là do mình hết. Hiểu chị không? Anh này á là bây giờ anh đi tìm vợ, trong khi em á, hai người kia cứ kêu em chờ hoài, trong khi em lại đang đi tìm chồng, đúng không? Dạ. Yeah. Chị nói cái này là ông tơ bà nguyệt rồi, nói nghiêm túc luôn ha. Thôi bây giờ vậy đi, mình hỏi đi với ai đi để hồi cho các bạn gặp mặt nhau rồi tự các bạn sẽ nhận được tín hiệu của nhau ha. Ừ. Em đi với ai? Dạ em đi với thủ trưởng và các đồng chí của em ạ. Xin chào hai MC anh Huyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào hai anh chị. Tôi tên là Quỳnh Trung Hậu, phó chủ nhiệm phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy sự tỉnh Tây Ninh, thủ trưởng trực tiếp của đồng chí Khoan. Nói về đồng chí Khoan, công tác trong quân ngũ cũng khá lâu và đồng chí đã tự mình vươn lên. Gia đình đồng chí ở ngoài Thái Bình nhưng mà một thân vô đây lập nghiệp. Về công việc thì đồng chí cũng rất là tận tâm. Ngoài cái nhiệm vụ chính được giao, đồng chí còn có nhiều cái tài lẻ nữa. Mong muốn là đồng chí có một cái người bạn gọi là đồng hành chia sẻ trong những cái khoảng đoạn đường còn lại. Chị bên đây thì theo cảm nhận của tôi thì thấy chị cũng hiền, chất phác. Và được cái lợi thế là chị cũng công tác ở tỉnh Tây Ninh. Yeah. Nên thành ra là cũng mong muốn là hai anh chị sớm là có một cái điều gì đó nó vui, báo tin đến chúng tôi và cũng như tất cả các đồng đội ở nhà. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn thủ trưởng. Em đi với ai vậy? Em đi với gì em? Xin chào hai MC Quyền Linh với cô Hồng Vân. Dạ, chào dì. Thì tôi là dì của Ngọc Hà. Dạ. Thì tôi nhận xét cháu tôi như thế này. Từ hồi nhỏ thì tuổi trẻ
thì nó chỉ biết là thích đi làm ăn, lo làm ăn rồi kiếm tiền, mà nó không nghĩ tới cái tương lai. Rồi bây giờ thấy nó lớn tuổi thì gia đình cũng đốc thúc nó đi lập gia đình để có một chỗ nương tựa. Xin lỗi kêu bằng cháu nha, thầy cháu Khoan bên đây. Tôi nhận xét chú thì cũng trong cái môi trường của bộ đội thì cũng nghiêm túc chân thật. Vì cũng nói như thế này, nếu mà con chia sẻ con thương con chồng thì con chồng cũng thương lại con. Con cho đi thì con sẽ nhận lại, chỉ có ý như vậy. Thì cái này là cũng do nữa hai đứa quyết định. Cảm ơn gì. Hay quá, nói quá hay luôn. Rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Nào, đại quý Khoan. Anh chào em. Dạ. Lần đầu tiên mới gặp em, anh tặng em bó hoa xinh tươi. Dạ. Em làm trợ lý cho. Anh thì cũng không có gì ngoài cái tấm lòng chân thành. Dạ. Anh mong muốn em đón nhận. Cái gì á, Khoan tặng cái gì nói đi Khoan. Dạ. Cái đó là cái gì trong cái hộp đó? Còn cái đồng hồ ạ. Mở ra đeo. Đây đúng cái này rồi. Đây. Đó. Tay trái hay tay phải? Một cặp luôn. Bóp cho nó chặt cuộc đời vô. Quá trời đẹp rồi. Hợp không? Quá đẹp luôn rồi. Dạ em tặng đi, em mở ra coi ý nghĩa là gì. Dạ một trái tim ạ. Dạ. Cái này thì em muốn tìm một cái trái tim để mà đi hết cái đoạn đường đời của em á. Nói chung là tặng trái tim là đó là cái tình cảm chân thành của em. Thì dù là chưa biết như thế nào, nhưng khi vừa gặp em thì những cái đó thì em cũng đón nhận cái tình cảm chân thành của em. Em cảm nhận anh như thế nào? Em thấy anh cũng đẹp trai, hiền, thật thà. Anh thì mới gặp em lần đầu. Dạ. Tuy nhiên là anh thấy em cũng rất là đẹp gái, xinh gái, dễ thương. Dạ. Thì đây là một cái tình cảm mà anh muốn đến với chương trình này. Thì cũng mong rằng em cho anh một cơ hội. Cái giọng em rất là hay, em biết hát Thuyền và Biển không? Dạ em biết hát ạ. Tại sao không hát cái đó tặng cho riêng người yêu của em? Ơ hay nhỉ? Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mới mong nhường nào. Hát rất hay. Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu, về đâu. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau dạn vỡ. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau dạn vỡ. Nếu từ ra thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Hay quá trời ơi. Bây giờ hãy nói gì với Khoan đi. Anh cảm nhận của em sao? Thì em dễ thương. Anh có ngại quen người lớn tuổi không? Anh không có quan trọng về cái thể chất mà mình hình dung bên ngoài. Nói chung là sao cũng được, nhưng miễn là có tấm lòng hiền lành, chịu khó, biết yêu thương, đại lượng vị tha và giàu lòng tình cảm, trung hậu thật thà và dám yêu anh. Hà có dám không? Hà, anh định một câu coi Hà có dám không? Dám, nhưng mà em ngại quen người nhỏ tuổi. Tại vì không, người ta sẽ bỏ mình đó, phụ nữ thì nó không ngại. Anh cũng không ngại, anh cũng giới thiệu với em. Thì bà xã anh là giáo viên, nhưng bà xã anh cũng lớn hơn anh 2 tuổi. Đó là... Cái chuyện mà Hà ngại đây không phải là ngại gì, mà ngại là nhỏ hơn, sau này bỏ cổ nữa. Hứa gì với Hà? Cứ đi nói Khoan, lớn lên cho mọi anh người. Anh sẽ không bao giờ bỏ em vậy đó, hứa đi cho Hà tin anh đi. Anh sẽ hứa với em trước người lính và tất cả các bạn cùng đến đi khán phòng là anh sẽ yêu thương em,
và chăm lo và cho các con em là có mang lại một cuộc sống hạnh phúc nhất, đặt cái niềm tin với cha mẹ hai gia đình hai bên cũng như là đồng đội của anh có mặt hôm nay. Em cảm nhận gì anh rất là chân thành. Em cũng không nghĩ là anh lấy vợ là lớn hơn 2 tuổi, tại vì ở trong miền Nam này hầu như là người ta không thân thích lấy vợ lớn tuổi hơn. Hồi nào vậy? Em cảm nhận như vậy đó. Với lại khoa học người ta chứng minh là phụ nữ thì suy nghĩ trước đàn ông tới 4 tuổi là. Em hỏi chị Dân kìa, kinh nghiệm đó. Hồi nào vậy, tôi đứng kế bên cô là tôi cũng vậy đó. Ừ. Đây tôi còn hơn tới 3 tuổi lần đó mà nãy. Nếu mà có kết hôn thì em không biết là mình còn khả năng sinh sản hay không, mình cũng không biết. Nhưng còn, mà em mong muốn không? Em cũng mong muốn lắm. Còn đó, làm nhanh nhanh còn đó. Ừ, làm liền. Nếu vậy là làm liền là còn á, đảm bảo luôn. Nếu em có nhu cầu thì khả năng thì anh nghĩ là cái đó nó cũng mang lại cái tình thương yêu và trách nhiệm chia sẻ, nó có cái sự gắn kết trong gia đình, cái tình yêu nó sẽ nảy nở và nó sẽ có cái cầu tiến để chúng mình có được cái chiều dài trong cuộc sống. Anh hy vọng nó sẽ tốt hơn. Bây giờ anh hỏi thật Hà nè, trái tim mình có một chút nào nó rung động, có một cảm tình gì với chú bộ đội này không? Dạ có. Dạ có. Có không? Dạ có. Có là ngon rồi. Hai người nắm tay cho thử coi. Chỉ cần có là được tay, rồi. Không có bắt tay. Hai cái tay nắm như không phải, hai người nắm xen tay vô vậy nè. Trời, nắm tay tôi cũng chỉ nó chết rồi. Không phải chơi thì chơi cút bắt. Trời ơi, nắm tay mà chưa biết nó chết rồi. Cảm giác sao hả? Cảm giác hả? Vậy cảm giác nó tay anh thì nó lạnh mà tay em thì nóng. À, Hà có tin tưởng chú bộ đội này sẽ làm bờ vai vững chãi đi đỡ đần cho Hà không? Em tin. Bây giờ nè, đâu hai người ôm nhau thử cái coi cho nó ấm áp coi. Ôm chặt vô. Ôm chặt vô Hà, đứng yên nguyên, đứng yên nguyên. Đứng yên. Ôm cao, tự ôm sao đâu dưới mông vậy? Đó. Ôm chặt vô coi Hà. Em cảm thấy Hà cảm nhận thế nào? Dạ thấy em. Dạ thấy em. Thấy thích không Hà? Thích không? Thích. Thích. Rồi, vậy là ok rồi. Được rồi. Bây giờ để tay nút bấm đi. Đó, chuẩn đó, bị. Đó. Một. Về một nhà. Hai. Tay về một nhà. Ba. Ba. Yeah. Hai cái cặp rồi. Đứng lên. Đó chỉ là thủ tục thôi. Nắm đi nắm, giờ nắm thiệt rồi đó. Đó. Trời ơi, cái đồng hồ cặp cưng quá. Đẹp quá à, cưng á. Rồi. Xin phép gì cho hôn. Trước mắt thì đây, lần đầu tiên thì được gặp em thì xin phép gì cho con tìm được ôm hôn em. Em có đồng ý không? Đồng ý. Ôm chặt đó. Vô hôn nhờ, ôm chặt ôm vô hôn. Hôn này, hôn má. Chặt vô. Quyết liệt, mạnh lên để nguyên. Lại lại là phải chưa? Bên kia nữa. Hai bên luôn. Hà, Hà hôn lại. Khoan. Thầy ngại không? Không có. Ở đây không có gì là phải ngại cả nào. Em không. Đợi nó nào hai ba. Cứ cúi xuống. Trời ơi. Nào anh em ta, cùng nhau xông pha lên đàn. Tin buồn từ xa. Ta người đồng bằng biến tổ non sông. Từ nay ra chi anh hào. Đây là chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng gửi tặng các bạn để có thể xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Chương trình cũng chúc các bạn nha, hai người đã tìm ra được một tri kỷ tiềm năng của mình để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên bằng ứng dụng Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Anh rất sẽ đại quý Khoan. Nắm tay đồng chí Hà lên đàn.